Huấn luyện viên trưởng Paul King sẽ thay thầy Park dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Đại gia của Malaysia muốn chiêu mộ Tiến Linh, Thành Trung. Bầu Đức sẽ bị gậy ông đập lưng ông. Đội tuyển nữ Việt Nam nhận bất lợi cực lớn tại vòng chung kết World Cup 2023. Huấn luyện viên Paul King sẽ thay thế ông Park dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Truyền thông Thái Lan cho rằng nhiều khả năng huấn luyện viên trưởng Manok Paul King sẽ chuyển sang dẫn dắt tuyển Việt Nam thay ông Park Hang-seo. Năm 2022 đánh dấu một năm không mấy thành công đối với các cấp đội tuyển bóng đá Thái Lan. Sau thất bại tại giải Kings Cup, nhiều người dự đoán huấn luyện viên Paul King sẽ không được Liên đoàn bóng đá Thái Lan gia hạn hợp đồng sau khi AFF Cup 2022 kết thúc. Tờ SM Sport lý giải nguyên nhân là do Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT và huấn luyện viên trưởng Manok Paul King không có thỏa thuận về thời gian gắn bó liên quan tới Asian Cup 2023. Hiện giải đấu này đang bị tạm hoãn và chưa chốt được thời gian tổ chức. Tờ CM Sport mới đây cũng có bài viết nhận định cho rằng huấn luyện viên Manok Paul King có thể trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam thời gian tới thay cho ông Park Hang-seo. Tờ báo này phân tích, ông Paul King sẽ là cái tên phù hợp với bóng đá Việt Nam bởi lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhóm và thiên về kỹ thuật, đồng thời tỏ ra khá am hiểu về bóng đá. Việt Nam từng dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cách đây hơn 1 năm và cũng nhiều lần đối đầu với bóng đá Việt Nam tại nhiều cấp độ. Hiện tại, ông Kiatisak được cho là sự lựa chọn của tuyển Thái Lan nếu như chia tay huấn luyện viên Paul King. Truyền thông Thái Lan đã đăng tin chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somiot Prongpramoeng đã chủ động gọi điện làm lành với huấn luyện viên Kiatisak. Nhiều ý kiến cũng cho rằng huấn luyện viên trưởng Kiatisak có thể sẽ trở lại Thái Lan để thay huấn luyện viên Paul King sau AFF Cup 2022 khi mà chưa quyết định gia hạn với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức. Về phía đội tuyển Việt Nam thì sau khi mà huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo thông báo không gia hạn hợp đồng với VFF, có khá nhiều huấn luyện viên ngoại đã ứng cử vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam nhưng chưa được Liên đoàn bóng đá Việt Nam phản đối. Đại gia của Malaysia muốn chiêu mộ Tiến Linh, Thành Trung. Câu lạc bộ Kedah Darul Aman của Malaysia được cho là đang nhắm đến nhiều tuyển thủ Việt Nam để gia tăng sức mạnh trước thềm mùa giải mới. Mới đây thì Liên đoàn bóng đá Malaysia thông báo sẽ mở rộng giải vô địch quốc gia từ 12 đội thành 18 đội kể từ mùa 2023. Ngoài ra thì các câu lạc bộ tại Malaysia cũng có thể đăng ký đến 9 ngoại binh ở mùa giải mới. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp cho giải đấu của Malaysia hấp dẫn hơn. Các đội bóng có cơ hội tuyển mộ thêm những gương mặt mới để nâng cao chất lượng đội hình. Một trong những đội bóng sẽ có sự thay đổi lực lượng mạnh mẽ nhất ở mùa giải mới là câu lạc bộ Kedah Darul Aman. Họ vừa được đại gia Tan Sri Mon Daud bơm tiền để có thể nâng cấp chất lượng đội hình. Một trong những đội bóng có sự thay đổi lực lượng mạnh mẽ nhất. Mùa giải Super League 2023 nhưng câu lạc bộ Kedah Darul Aman đang ngắm rất nhiều mục tiêu. Theo báo chí Malaysia thì đội bóng này đang tìm kiếm trung vệ và tiền đạo là tuyển thủ quốc gia Việt Nam. Tại vị trí trung vệ thì câu lạc bộ Malaysia muốn chiêu mộ Duy Mạnh hoặc Thành Trung. Đây là hai cầu thủ có thể hình tốt và có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Thành Trung có lợi thế còn trẻ và đá chính tại câu lạc bộ Hà Nội với 1.485 phút thi đấu. Tại vị trí tiền đạo thì hai cái tên mà câu lạc bộ Malaysia để mắt đến là Nhâm Mạnh Dũng và Tiến Linh. Mạnh Dũng còn trẻ và có thể hình cao 1m82, rất có duyên ghi bàn. Cầu thủ này để lại ấn tượng với khán giả Đông Nam Á với cú đánh đầu mang về tấm huy chương vàng cho U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Trong khi đó, Tiến Linh là chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Anh cũng là tiền đạo nội ghi bàn nhiều nhất tại V-League 2022. Bên cạnh các cầu thủ Việt Nam, Kedah Darul Aman cũng sắp có chữ ký của một tuyển thủ quốc gia Tajikistan. Bầu Đức sẽ bị gậy ông đập lưng ông. Tại vòng 21 giải hạng nhất quốc gia, câu lạc bộ Công an Nhân dân đã giành thắng lợi 2-1 trước câu lạc bộ Phố Hiến, qua đó chính thức giành vé lên chơi tại V-League 2023 trước một vòng đấu. Đội bóng ngành công an hơn đội xếp thứ 3 là Quảng Nam 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại cách biệt lớn, dương 20 so với dương 3 nếu hoàn thành mục tiêu sớm. Đáng chú ý là hai cầu thủ ghi bàn cho Công an Nhân dân là Thanh Sơn và Minh Bình đều thuộc biên chế của Hoàng Anh Gia Lai và đang thuộc đội bóng Phố Núi cho mượn. Ngoài hai cái tên này thì Công an Nhân dân còn mượn 7 cái tên khác từ sân Pleiku gồm có A Sân, Phan Du Học, Hồ Minh Quyền, Nguyễn Hữu Anh Tài, Lương Hoàng Nam, Đinh Thanh Bình, Nguyễn Văn Anh. Trong đó thì Minh Bình, Thanh Sơn, A Sân, A Tài, Thanh Bình và Văn Anh thường có mặt ở đội hình chính, góp công lớn giúp cho Công an Nhân dân lên hạng. Câu hỏi đặt ra ở đây là mùa giải tới thì Bầu Đức có triệu hồi nhóm cầu thủ cho Công an Nhân dân mượn về sân Pleiku hay không? Nếu như Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục để 9 cái tên trên đi du học tới đội bóng ngành công an thì người hâm mộ có quyền nghi ngờ tính khách quan khi mà Công an Nhân dân đối đầu Hoàng Anh Gia Lai. Nói cách khác thì Hoàng Anh Gia Lai và Công an Nhân dân có quan hệ thân thiết, không loại trừ khả năng một trong hai đội chơi lỏng chân trong hoàn cảnh đối phương cần điểm cho mục tiêu nhất định. Bầu Đức từng nhiều lần lên án Bầu Hiển khi mà có tầm ảnh hưởng tới nhiều đội bóng nhưng vị doanh nhân gốc Bình Định lại đang đứng trước kịch bản bị người hâm mộ chỉ trích vì chính điều này. Đội tuyển nữ Việt Nam nhận bất lợi cực lớn tại vòng chung kết World Cup 2023.
Ngay trong lần đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ mất một số bất lợi trong quãng đường di chuyển tại New Zealand. Theo kết quả bốc thăm chia bảng diễn ra vào ngày 22 tháng 10 vừa qua thì tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng tử thần khi phải chạm trán với Mỹ, nhà đương kim vô địch thế giới, Hà Lan là đương kim Á quân và một đội bóng vượt qua vòng playoff gồm Bồ Đào Nha, Thái Lan hoặc Cameroon. Đây rõ ràng là bảng đấu khó khăn dành cho thầy trò huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung. Mới nhất thì lịch thi đấu cụ thể của tuyển nữ Việt Nam ở giải đấu diễn ra tại New Zealand cùng với Australia cũng đã được xác định. Theo đó, các cô gái của chúng ta sẽ mở đầu hành trình World Cup lần đầu tiên trong lịch sử bằng màn chạm trán tuyển Mỹ vào lúc 13 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2023 theo giờ địa phương trên sân vận động Eden Park tại thành phố Auckland. Tới ngày 27 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội thắng vòng playoff lúc 19:30 tại sân vận động Waikato tại Hamilton. Trận đấu còn lại của tuyển nữ Việt Nam với Hà Lan sẽ diễn ra vào lúc 19:30 tại sân vận động Forsyth Barr, thành phố Dunedin. Theo khoảng cách địa lý tại New Zealand, Auckland và Hamilton là thành phố phía bắc, cách nhau hơn 100 cây số, còn khoảng cách giữa Dunedin và phía nam New Zealand cách đó khoảng 1.500 cây số, và thậm chí là hai cụm thi đấu này còn nằm ở hai hòn đảo khác nhau của New Zealand. Như vậy thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải di chuyển hơn 1.600 cây số để đi tới các địa điểm thi đấu tại New Zealand. Điều này sẽ là bất lợi lớn cho thầy trò huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung khi mà chúng ta sẽ phải thay đổi cả địa điểm ăn cũng như là tập luyện sau khi kết thúc hai trận đấu đầu tiên. Ở bảng E thì đương kim vô địch thế giới Mỹ và Hà Lan đều chỉ phải đá 3 trận trên hai sân vận động, với Mỹ là Eden Park còn Hà Lan là Forsyth Barr. Cùng với tuyển nữ Việt Nam thì đội còn lại của bảng E cũng phải di chuyển tới 3 địa điểm để thi đấu. Một bất lợi khác của đội tuyển nữ Việt Nam là việc chúng ta phải đá với đội điểm đương kim vô địch thế giới vào lúc 13 giờ trưa. Việc thi đấu giữa trưa sẽ khiến cho thể lực cũng của chúng ta bị ảnh hưởng, nhất là khi phải đối mặt với một đội tuyển khỏe hơn rất nhiều là đội tuyển Mỹ.